Thùy Nhung Jobson thông báo chương trình khuyến mãi đặc biệt kem dưỡng trắng da Ramosu Sweet Cream và Ramosu Collagen Serum giúp dưỡng trắng da, mua trọn bộ giá 148.000 kim giảm 20% off. Các set kem dưỡng da đến từ công ty LG Healthcare của Hàn Quốc như kem nhân sâm Sorihan, kem collagen Ohui, kem dưỡng đông y lên men 365 ngày Sum 37 đồng loạt giảm giá 10% off và được tặng kèm một kem mạ sa mạc 3D giúp nâng cơ mặt V-Line. Trà detox giảm cân trong vòng 14 ngày, mua 2 hộp được tặng một gói khô gà lá chanh nửa pound. Aqua Collagen Body Peeling Gel, sữa tẩy da chết làm trắng da trong 7 ngày, sản xuất từ Hàn Quốc, mua một chai được tặng ngay một chai sữa tắm dê. Free shipping cho tất cả order trên 150 Mỹ Kim. Hãy vào website thuynhungshop.com để mua hàng và đặt hẹn làm dịch vụ facial. Gọi 832-995-2111 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, khi mà cơ thể của chúng ta bắt đầu thấy những triệu chứng sau đây, mệt mỏi hay chóng mặt và mình bị mất vị giác, da của chúng ta cũng sẽ thấy sỉnh màu đi, lưỡi của chúng ta thấy những đốm trắng. Thưa quý vị, đó chính là lúc cơ thể của chúng ta báo hiệu rằng mình hãy nên sử dụng những biện pháp detox để giúp cho gan lọc thải ra những độc tố ở trong cơ thể của mình. Hàng ngày mình ăn rất nhiều những cái thực phẩm vào trong cơ thể của mình, đôi khi nó có những thực phẩm nhiễm những cái chất độc hoặc là những cái thuốc trừ sâu hoặc là những cái chất bảo quản trong thức ăn làm cho cơ thể của chúng ta có cái bộ phận tiêu hóa hoạt động không được tốt. Thì chúng ta bây giờ hãy sử dụng những loại trà detox hàng ngày để giúp cho cơ thể luôn được khỏe mạnh. Bây giờ Thùy Nhung giới thiệu đến mọi người sản phẩm trà detox đang có tại tiệm của Thùy Nhung. Đây là loại trà mà Thùy Nhung bán hiện giờ, có 3 loại trà trong một hộp như thế này. Trà mình có thể phân loại thành trà buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Trong một hộp này là có 3 loại trà luôn nha. Trà buổi sáng, trưa, chiều và Thùy Nhung đã chia ra mỗi loại khác nhau cho quý vị. Loại trà này mình sử dụng bằng những loại trà hảo hạng và nó bao gồm thêm những loại thảo mộc thiên nhiên giúp cho quý vị có thêm nhiều mùi vị khi mà mình ăn chung với cơm và đồng thời cũng giúp cho mình có thể tiêu hóa thức ăn được tốt nhất. Thùy Nhung lấy ví dụ một loại trà ở đây. Thùy Nhung thích nhất là trà afternoon tea. Mình làm thử cho mọi người, trà thì mình có thể uống nóng hoặc là uống lạnh. Với Thùy Nhung thì mình thích uống lạnh tại vì mình không có sử dụng những cái loại thức uống mà có nhiều chất caffeine. Thì trong bất kỳ của loại trà nào nó cũng có chất caffeine, nhưng nếu mà mình pha lạnh để uống thì chất caffeine trong các loại trà nó sẽ giảm đi phân nửa. Thùy Nhung thường hay sử dụng như thế này. Mình chỉ cần lấy một cái túi lọc trà và mình bỏ hẳn vào trong một cái chai nước lọc. Mình có thể để qua đêm hoặc nếu như mình không có thời gian thì mình hãy đem theo trong giỏ sách của mình. Mình đến buổi trưa, mình đi ăn trưa thì mình có thể pha vào, ngâm vào một cái ly nước lạnh hoặc là để vào một chai nước lạnh như thế này. Một lát nữa mọi người sẽ thấy cái màu nó tan ra và cái lúc đó là trà của mình đã ready và sử dụng được. Khoảng chừng 5 phút thôi là mình có thể sử dụng một chai trà lạnh hoặc là nếu quý vị ở nhà thì mình có thể sử dụng trà nóng. Tuy nhiên với trà lạnh như thế này có phải là quá dễ dàng không nào? Quý vị thân mến, Thùy Nhung giới thiệu đến mọi người những cái loại dược thảo thuốc bổ đến từ Nhật Bản. Tại tiệm của Thùy Nhung thì mình có một số cái loại dược thảo giúp cho làm trắng da cũng như là để làm đẹp. Thì trước hết Thùy Nhung sẽ giới thiệu đến mọi người sản phẩm Beauty White của Nhật Bản. Mỗi ngày mình chỉ cần sử dụng 2 viên. Nó có chứa thêm nhiều cái tinh chất vitamin C cũng như là những cái tinh chất giúp cho mình có thể tiết ra nội tiết giúp cho làm da trắng thêm. Đi kèm với Beauty White này thì Thùy Nhung recommend mọi người có thể sử dụng những cái sản phẩm sau đây. Ví dụ như là sản phẩm collagen. Collagen thì mọi người biết rồi, collagen một loại peptide nằm ở dưới da của mình giúp cho làn da được căng, mịn và trẻ. Thì collagen sẽ giúp cho quý vị có được cái làn da căng mịn. Và nếu mà cơ thể của chúng ta càng lớn tuổi càng thiếu collagen, đây cái gói collagen này mỗi ngày mình chỉ cần sử dụng 2 viên mà thôi thì sẽ cung cấp lại cho quý vị một cái lượng collagen đáng kể. Nếu mà collagen, thực ra là thưa quý vị, nếu mà mọi người biết cách sử dụng thì mình sẽ có làn da mịn màng và đẹp, nhưng nếu mà mình sử dụng quá liều thì làn da của mình thì thực sự là có đẹp nhưng mà nhiều khi cơ thể của mình cũng sẽ tăng cân một chút xíu vì trong những cái loại collagen peptide nó có thêm chất béo nữa.
cho nên nếu mà uống nhiều quá thì cũng dễ bị mọc. Tiết chế, hạn chế một chút xíu trong cái vấn đề mà sử dụng collagen và hãy sử dụng cho đúng cách nhé. Gói collagen này của Nhật Bản mỗi ngày quý vị chỉ cần sử dụng 2 viên đi kèm với Beauty White thì sẽ giúp cho chúng ta có làn da vừa trắng mà vừa căng. Còn nếu như mọi người muốn cho có thêm được một cái giấc ngủ ngon và hồng hào cái da của mình hơn thì hãy sử dụng kèm chung với cái này gọi là sữa ông chúa đó thưa quý vị, loại thuốc viên có chứa tinh chất sữa ông chúa cũng như là keo ông, có giúp làm cho những cái làn da nào nhạy cảm, mẫn cảm được khỏe hơn và làm cho làn da khô ráp bị thiếu sức sống sẽ được tươi tắn hơn và được mịn màng hơn, cung cấp thêm nhiều chất nước để cho da của chúng ta được căng mịn. Tùy với mỗi loại da mà chúng ta hãy sử dụng kèm chung với Beauty White cho nó có được cái tác dụng tốt nhất nhé. Và Thùy Nhung giới thiệu đến mọi người một cái loại dược thảo khác mà rất quen thuộc với người Việt của chúng ta, đó chính là tinh chất nghệ. Thưa quý vị, tinh chất nghệ nó có rất là nhiều công dụng khác nhau và mọi người đã quá quen thuộc với những công dụng kỳ diệu của nghệ như là làm lành vết thương, rồi giúp cho cơ thể của chúng ta, nếu ai mà bị đau bao tử, hệ tiêu hóa không tốt thì nghệ cũng sẽ giúp cho chúng ta điều trị một cách hiệu quả. Đồng thời nó còn có giúp làm cho giảm sưng, làm cho cơ thể của chúng ta được khỏe hơn. Và thưa quý vị, ngoài trừ là có nghệ thì nó còn có thêm tinh chất vitamin E và nó còn có thêm vitamin B12. Hai loại hợp chất vitamin E và B12 sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức đề kháng tốt hơn. Và sử dụng một ngày 2 viên cho loại tinh chất nghệ này, quý vị có thể uống cùng với bữa ăn, tức là sau bữa ăn trưa, bữa ăn tối, hoặc là 2 viên một lần trước khi đi ngủ đều được. Sau khi sử dụng tinh chất nghệ này thì quý vị sẽ thấy được cơ thể của mình tự động thấy mình rất là khỏe và nó thực sự là giúp cho quý vị có thể chống lại được rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo mà quý vị có thể lên Google research về những tác dụng của nghệ. Thùy Nhung không cần phải nói nhiều đâu ạ. Hiện nay cái sản phẩm này đang có bán tại Thùy Nhung Shop. Nếu quý vị mua bất kỳ những cái loại dược thảo nào của Nhật ở đây thì cũng đều sẽ có chương trình khuyến mãi. Một cái gói nó đều là có thể sử dụng 15 ngày hoặc là 20 ngày thì mỗi một gói như thế này là có giá 20 đô. Nhưng nếu mà quý vị gọi ngay lúc này mua 2 thì quý vị sẽ được giảm giá ngay tức thì là 2 gói tổng cộng 30 đô, giảm ngay là 5 đô cho mỗi gói. Quý vị hãy gọi cho Thùy Nhung để order nhé. Một cái loại sản phẩm mà Thùy Nhung mới vừa có hàng lại đó chính là sản phẩm thuốc diet. Dường như là mọi người rất quan tâm đến vấn đề mà giảm cân để cho cơ thể của chúng ta được nhẹ nhàng hơn hoặc là chỉ để mặc đồ đẹp hơn mà thôi. Thưa quý vị, sản phẩm thuốc giảm cân của Nhật Thùy Nhung đã bán một thời gian và có hiệu quả. Trong vòng 2 tuần lễ quý vị có thể giảm được từ 3 đến 5 pound kèm theo những cách sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, tập thể dục mỗi ngày thêm 15 phút và giảm lượng tinh bột mỗi ngày xuống phân nửa, cộng thêm là mình ăn thêm rau gấp đôi so với ngày thường, uống nước một ngày ít nhất là 2 lít nước, bảo đảm quý vị sẽ có cơ thể được giảm cân tức thì chỉ trong 2 tuần lễ mà thôi, 15 ngày. Sử dụng một gói nhỏ như thế này 15 ngày, mỗi ngày 2 viên, không gây tác dụng phụ nhưng đồng thời sẽ giúp cho quý vị có được cái cơ thể giảm cân 3 đến 5 pound nha quý vị. Trong một cái gói này, cái thành phần chính của nó là tinh bột ớt và những cái loại dược thảo để giúp cho giảm cân, không gây tác dụng phụ. Thì Nhung nhắc lại một lần nữa, sản phẩm này hiện nay đang bán với giá là 20 đô cho một gói. Nếu quý vị mua 2 gói thì sẽ chỉ còn 30 đô mà thôi, tức là giảm ngay 10 đồng. Nếu quý vị mua 2 gói, 30 đô cho 30 ngày sử dụng, một ngày 1 đồng để chúng ta có thể giảm cân nhanh chóng và hiệu quả và an toàn nhé. Đối với những quý vị lớn tuổi hoặc là cả trẻ tuổi và nhất là phụ nữ sau khi sinh, việc bổ sung lại canxi và vitamin D là một điều vô cùng cần thiết. Vì sao thưa quý vị, cơ thể của người phụ nữ hay bị cái căn bệnh gọi là loãng xương khi về già. Khi mà chúng ta có em bé, có mang thai thì cơ thể của chúng ta một phần calcium đã trao cho đứa con của mình. Nên là khi sinh xong cơ thể của mình đột ngột cảm thấy rất yếu. Có nhiều người hay bị căn bệnh gọi là tụt canxi và cảm thấy mình hay bị choáng, hay bị đuối sức. Thưa quý vị hãy nên bổ sung thêm những cái tinh chất như là calcium và vitamin D để cho cơ thể của chúng mình cung cấp lại cái calcium, xương của chúng ta sẽ được khỏe hơn và sau này về già mình sẽ ít bị bệnh về loãng xương hơn. Còn với người già thì nên bổ sung calcium vì nó giúp cho cái xương của mình được khỏe và sẽ không có bị giòn, sẽ không bị dễ gãy. Và khi mà chúng ta lỡ có tình trạng là
bị té, ngã thì khi có calcium trong người của mình nó được nhiều thì quý vị cũng sẽ có cái bộ xương của mình nó được cứng cáp hơn. Bác sĩ thì luôn khuyên những người lớn tuổi phải bổ sung theo calcium và uống thêm sữa vì trong sữa nó có calcium. Một gói calcium như thế này thưa quý vị, làm từ Nhật Bản, mình sử dụng được trong vòng 20 ngày. Một gói thì có giá 20 đô, quý vị cũng vậy, mua 2 gói thì sẽ được giảm ngay 10 đô. Tất cả những cái sản phẩm liên quan về sức khỏe cũng như là làm đẹp tại tiệm Thùy Nhung Shop, quý vị hãy gọi số là 832-995-2111 hoặc Thùy Nhung đã có website, quý vị có thể vào order bất cứ lúc nào và các chương trình khuyến mại cũng đều có ở trên website nhé. Website của Thùy Nhung là thuynhungshop.com. Quý vị hãy vào website hay là gọi số điện thoại để order.